Nếu như mình không tham lam thế giới ngoài cửa sổ, cuộc sống như giấc mơ bất chợt liệu có phải tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra không? Bi kịch cuộc đời ập đến. Tôi má không tin chính là con. Rốt cuộc con có phải là người không? Má muốn con không là danh liệt. Má muốn con phải ngồi tù. Đố kỵ ganh ghét khiến một tâm hồn lương thiện trở nên độc ác dối trá, trở thành rác rưởi bỏ đi. Đóa hoa nở từ đống phế thải, tuy rằng có độc nhưng đó là mọi thứ của để mình. Rồi hào quang danh vọng, người đoạt giải nhân vật ảnh hưởng của năm, Diệp Phồn Tinh. Ngoài mặt rất đàng hoàng nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu bí mật và ám phải che giấu, và một tình yêu lãng mạn. Làm vợ của anh nha, anh có mãi mãi ở bên cạnh em, không rời xa em không? Liệu có che đậy được một bí mật động trời trong quá khứ? Cô biết mùa hè năm đó ở khu vui chơi cô đã làm gì? Cô đứng càng cao sẽ té càng đau. Bây giờ tôi chỉ muốn trói chặt Diệp Phồn Tinh để chị ta cảm nhận mùi vị đau đớn muốn chết đi thôi. Chị sợ ba má lại một lần nữa bỏ rơi chị. Chị quá giận tâm với em rồi. Tình yêu sẽ giúp con người thứ tha hay lại thổi bùng lên ngọn lửa thù hận? Chị Đứa Con Khác Họ khởi chiếu từ ngày 8 tháng 11 vào lúc 19 giờ các ngày trong tuần trên kênh BTV1.